Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm về lời nói và suy nghĩ trong văn kể chuyện. Trong bài văn kể chuyện, nhiều khi ta phải kể lại lời nói và suy nghĩ của nhân vật. Lời nói và ý nghĩ này cũng nói lên tính cách của nhân vật và từ đó ta có thể thấy được ý nghĩa của câu chuyện. Cùng theo dõi ví dụ với cô này. Ví dụ, trong câu chuyện Người ăn xin của tác giả Tuất Ki Nhép, câu chuyện có lời nói của nhân vật tôi trong câu chuyện đó. Lời nói ấy là: "Ông đừng giận cháu không có gì để cho ông cả." Hoặc suy nghĩ của nhân vật: "Chao ôi, cảnh nghèo đói đã gặp nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào. Cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì từ ông lão." Như vậy, đây là suy nghĩ của nhân vật tôi trong câu chuyện. Và từ lời nói trực tiếp của nhân vật, từ suy nghĩ của nhân vật, ta cảm nhận được tấm lòng nhân hậu, đầy cảm thông và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh ấy. Thêm một ví dụ nữa nhé. Trong câu chuyện mà ở những clip trước cô và Toliha đã giới thiệu với các con, câu chuyện Ả Công Kiêu Căng có lời nói của nhân vật Công. Khi chó ngỏ lời kết bạn, Công đã nói: "Ai mà thèm kết bạn với một kẻ bẩn thỉu, nhớp nhúa như anh." Nói rồi Ả quay mặt đi. Đây chính là lời nói của Công. Và thông qua lời nói này, chỉ cần một lời nói này thôi, ta đã nhận ra sự kiêu căng và coi thường người khác của Công.